Kính chào các bạn ngày hôm nay thứ Tư ngày 18 tháng 3 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin lệnh giới nghiêm bao trùm thế giới, nguy cơ suy thoái toàn cầu. Những ngày gần đây, lần lượt các quốc gia trên thế giới đã tiến hành đóng cửa biên giới. Một số quốc gia còn quyết liệt thực hiện việc giới nghiêm để ngăn chặn dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán. 12 năm sau cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008, nguy cơ suy thoái kinh tế lại đang cận kề hơn bao giờ hết. Tổng thống Mỹ Donald Trump vào ngày 16 tháng 3 năm 2020 đã kêu gọi người Mỹ dừng hầu hết các hoạt động xã hội trong 15 ngày và không tụ tập nhóm trên 10 người nhằm kiềm chế sự gia tăng của cúm Vũ Hán ngay tại nước này. Đây là hình ảnh Tổng thống Donald Trump tại cuộc họp báo ở Nhà Trắng vào ngày 16 tháng 3 năm 2020. Tổng thống Mỹ Donald Trump vào ngày 16 tháng 3 đã có phải bắt phiệu bài phát biểu, trong đó ông kêu gọi người dân cần tránh xa các hoạt động đông người để ngăn chặn sự lây lan về cúm Vũ Hán. Tổng thống Mỹ đề nghị dân chúng nên tránh di chuyển không cần thiết và không tới quán rượu, nhà hàng, tiệm ăn hay phòng tập thể dục. Cùng trong một cuộc họp, ông Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cảnh báo kinh tế Mỹ có thể sẽ bị suy giảm vì viêm phổi Vũ Hán. Trong khi thị trường chứng khoán đang chao đảo vì dịch bệnh, ông Trump đã khuyến cáo rằng suy thoái kinh tế là chuyện hoàn toàn có thể xảy ra. Tổng thống cho biết ông đang tập trung xử lý cuộc khủng hoảng y tế và rằng kinh tế sẽ khá lên khi cuộc khủng hoảng y tế được giải quyết. Sau đó, ông đăng nhiều bài viết trên trang Twitter của mình đảm bảo rằng hàng hóa sẽ được cung ứng đầy đủ trên toàn quốc và kêu gọi người dân mua sắm có ý thức. Bên cạnh đó, ông cũng thông báo sẽ ủng hộ các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh mà ông được gọi đích danh là cúm Trung Quốc. Ông Trump hứa rằng sẽ qua đỉnh điểm dịch bệnh vào tháng 7 hay tháng 8 hoặc sau đó. Ông nói lệnh giới nghiêm toàn quốc chưa được cân nhắc trong lúc này. Tại phòng họp của báo của Nhà Trắng, giới báo chí ngồi cạnh nhau một chỗ ngồi để thực hiện các biện pháp giữ khoảng cách một cách hết sức an toàn. Và trong khi đó, các nước ở Tây Âu có thái độ quyết liệt hơn. Như Tổng thống Pháp Macron tối hôm qua ngày 16 tháng 3 đã trực tiếp ban hành lệnh cách ly trên toàn lãnh thổ có hiệu lực kể từ 12 giờ trưa hôm thứ Ba ngày 17 tháng 3. Đây là hình ảnh Tổng thống Pháp đã phát biểu trực tiếp trên truyền hình vào lúc 20 giờ tối ngày 16 tháng 3. Tối ngày 16 tháng 3 vào lúc 20 giờ, địa phương phát biểu trực tiếp trên truyền hình cả nước lần thứ hai trong vòng 4 ngày, Tổng thống Pháp Macron đã tuyên bố áp đặt lệnh giới nghiêm toàn quốc. Bắt đầu từ 12 giờ trưa ngày 17 tháng 3, toàn nước Pháp sẽ giảm thiểu tối đa mọi hoạt động xã hội trong vòng 15 ngày. Mọi di chuyển ngoài đường sẽ phải cần có giấy chứng nhận. Khoảng 100.000 cảnh sát sẽ được huy động tại các điểm gác cố định và lưu động. Người đi bộ lẫn xe ô tô sẽ cần giải trình với giấy chứng nhận khi được kiểm tra. Trong bài phát biểu dài 21 phút được truyền hình trực tiếp, Tổng thống đã sử dụng từ chiến tranh đến 6 lần và kêu gọi mỗi công dân hãy tự giác thực hiện bằng trách nhiệm và nghĩa vụ của mình. Tổng thống cũng kêu gọi mọi người trong thời khắc khó khăn này hãy tìm lại giá trị đích thực của cuộc sống như chăm sóc gia đình, gọi điện thăm hỏi người thân, bạn bè, đọc sách và tránh tự mình hoảng loạn bởi các tin đồn vì chính phủ sẽ luôn cập nhật mọi thông tin một cách hết sức minh bạch. Tổng thống cũng khẳng định trên lãnh thổ hình lục lăng này không một người Pháp nào bị bỏ rơi. Vì 300 tỷ đô la euro sẽ được chính phủ duyệt chi, gấp 10 lần con số được đưa ra trước đây là 30 tỷ đô la, được dự trù để trả lương cho những nhân viên công ty hoặc đã phải nghỉ trong thời gian cách ly, hoặc là giúp đỡ, bồi thường hay miễn thuế cho các cơ sở kinh doanh, xí nghiệp, thương gia là nạn nhân của cúm Vũ Hán. Mục đích là để không một cơ sở nào phải đóng cửa, để kinh tế hoạt động bình thường nhanh chóng trở lại khi hết dịch. Và tại Đức, Thủ tướng Đức Angela Merkel cũng đã đưa ra những biện pháp nghiêm ngặt mà trong 70 năm qua Cộng hòa Liên bang Đức chưa từng làm để kiềm chế cúm Vũ Hán lây lan. Đây là hình ảnh Thủ tướng Đức Angela Merkel. Cũng trong ngày 16 tháng 3 năm 2020, Thủ tướng Đức Angela Merkel đã tổ chức họp báo để làm rõ và giải thích các biện pháp quyết liệt hơn trước đã được chính phủ liên bang và các quốc gia, các bang ở Đức đã áp dụng nhằm kiềm chế sự lây lan ác liệt của cúm viêm phổi Vũ Hán. Thủ tướng Merkel đã giải thích về các biện pháp hữu hiệu nhằm hạn chế
tiếp xúc xã hội, khống chế sự lây lan của cúm. Và theo đó, chính phủ liên bang và các bang đã quyết định đóng cửa tất cả các trường học và nhà trẻ, các viện bảo tàng, quán bar, các trung tâm hội chợ, giải trí trên toàn nước Đức. Song sẽ vẫn duy trì các hoạt động của các cửa hàng thực phẩm, hiệu thuốc, trạm xăng, bưu điện và các cơ sở bán buôn. Công dân Đức cũng bị cấm đi nghỉ phép ra nước ngoài hoặc từ nước ngoài. Các nhà hàng, khách sạn cũng sẽ bị hạn chế và phải đáp ứng các quy định về dịch tễ. Trong đó các nhà hàng phải giữ khoảng cách giữa các bàn tối thiểu là 1,5 mét và được mở cửa sớm nhất từ 6 giờ sáng và đóng cửa muộn nhất vào lúc 18 giờ. Về việc hỗ trợ nền kinh tế, Thủ tướng Angela Merkel đã tái khẳng định rằng sẵn sàng hỗ trợ tài chính cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Trước đó, Đức cũng đã tiến hành đóng cửa biên giới với 5 quốc gia láng giềng trong không gian tự do đi lại của khối Schengen. Và Anh cũng là đã có thay đổi lập trường vì trước đó với biện pháp miễn dịch cộng đồng của Thủ tướng Anh Boris Johnson vào hôm 16 tháng 3 đã phát biểu trong cuộc họp báo công bố hàng loạt quy định hạn chế mới nhằm ngăn chặn sự lây lan của cúm Vũ Hán. Đây là hình ảnh Thủ tướng Anh Boris Johnson ban hành quy định mới ngăn chặn cúm Vũ Hán. Nếu như trước đây Thủ tướng Boris Johnson chủ trương để cho cúm Vũ Hán phát triển, khi quá nửa dân số bị nhiễm, cộng đồng sẽ có sức đề kháng tự nhiên chống cúm và sẽ tránh được tai họa khi cùng một loại cúm tái xuất hiện. Nhưng trước viễn cảnh phải trả một giá quá nặng về tính mạng công dân, nhà lãnh đạo Anh đã ban hành những quy định mới để ngăn chặn dịch bệnh. Các biện pháp được chính phủ Anh đưa ra bao gồm ngừng tụ tập đông người, tránh tới các câu lạc bộ, chỉ dùng y tế nhà nước khi thật cần thiết. Thủ tướng Boris Johnson đã khuyến cáo mọi người dân Anh nên tránh đi du lịch không cần thiết và hạn chế tiếp xúc với người khác. Bên cạnh đó, ông cũng khuyến khích người dân làm việc tại nhà nếu có thể. Thai phụ, người trên 70 tuổi và mắc các bệnh mãn tính nên cân nhắc lời khuyên này. Những người nằm trong nhóm rủi ro được đề nghị ở nhà trong 12 tuần. Nếu sống một mình có biểu hiện nhiễm virus, tự cách ly 7 ngày. Không nên ra khỏi nhà dù chỉ để mua thức ăn, nhu yếu phẩm. Nếu sống chung trong nhà, chỉ cần một người có biểu hiện, toàn bộ gia đình phải ở trong nhà 14 ngày. Và trong khi tình hình dịch bệnh đã tiếp tục lan rộng tại các quốc gia phương Tây, còn theo thông tin từ chính phủ Việt Nam, tình hình dịch bệnh tại Việt Nam vẫn luôn được kiểm soát tốt. Một số ca nhiễm bệnh vẫn là rất thấp và chưa có trường hợp nào tử vong tính thời điểm này. Công dân Việt Nam đang sinh sống tại phương Tây, nhất là các du học sinh đã đổ xô về nước, tránh dịch. Hãng hàng không quốc gia Việt Nam lúng túng trong việc xử lý và tiếp tục và liên tục có những thay đổi tại đây. Đây là hình ảnh lượng người Việt Nam, nhất là các du học sinh ở phương Tây, đổ dồn về Việt Nam, tránh dịch. Ngày 14 tháng 3 năm 2020, đại diện Việt Nam Airlines đã thông báo nhằm ngăn chặn sự lây lan của cúm Vũ Hán, thì từ ngày 15 tháng 3, các chuyến bay của hãng từ London, Anh, Paris, Pháp và Frankfurt, Đức về Việt Nam sẽ không được chuyên chở hành khách. Các chuyến bay khởi hành từ Việt Nam đi châu Âu vẫn được hãng phục vụ bình thường để hành khách ở châu Âu trở về nước. Tuy nhiên, ngay hôm sau, ngày 15 tháng 3 năm 2020, Việt Nam Airlines thông báo sẽ tiếp tục vận chuyển hành khách từ châu Âu về Việt Nam thay vì dừng như thông báo hôm 14 tháng 3. Hãng sẽ vận chuyển hành khách đảm bảo đầy đủ các điều kiện xuất nhập cảnh và sức khỏe trở về Việt Nam trên chuyến bay khởi hành từ London, Paris và Frankfurt, Đức. Riêng trong 2 ngày 15 tháng 3, lượng người Việt Nam từ châu Âu đổ về nước rất cao. Số lượng người cần kiểm tra, kiểm dịch y tế đi qua các vùng dịch về sân bay Nội Bài đã tăng lên 3 lần so với hôm trước. Cho đến chiều ngày 15 tháng 3, lực lượng y tế sân bay Nội Bài đã lấy 683 mẫu bệnh phẩm đi xét nghiệm cúm Vũ Hán cho các hành khách gấp đôi so với các dự tính ban đầu. Việc lấy mẫu phẩm diễn ra tới 12 giờ đêm cùng ngày. Như chia sẻ ở một số du khách phương Tây có tên là Kevin Weddon đến Việt Nam vào ngày 14 tháng 3, ông nói như sau: mọi thứ ở sân bay thực sự là điên loạn. Lực lượng chức năng đã lúng túng trước số lượng quá đông người nhập cảnh vào Việt Nam những ngày qua. Và liệu về nước tránh dịch có thực sự an toàn hay không? Đây là một câu hỏi được đặt ra trong suốt thời gian vừa qua. Và hãy cùng nhìn lại những gì sẽ diễn ra trong vài ngày qua để trả lời cho câu hỏi này. Đây là hình ảnh hành khách làm thủ tục tại nhà ga sân bay T2, cảng hàng không quốc tế Nội Bài. Phó giáo sư tiến sĩ Trần Đắc Phu,
cố vấn cấp cao của Trung tâm Đáp ứng Khẩn cấp Sự kiện Y tế Cộng đồng Việt Nam khẳng định việc di chuyển từ nơi ở, nơi cư trú đến các sân bay trung chuyển đều không an toàn và rất dễ mắc cúm Vũ Hán. Hơn nữa, việc quá cảnh tại các sân bay ở các nước thứ ba cũng có thể làm cho các công dân có nguy cơ mắc dịch bệnh này. Đơn cử, một Việt Kiều ở Mỹ về thành phố Hồ Chí Minh đã mắc cúm Vũ Hán khi quá cảnh ở sân bay Vũ Hán, Trung Quốc, chưa đầy 2 giờ đồng hồ vào ngày 15 tháng 1 năm 2020 khi thực hiện transit ở đây. Hoặc bệnh nhân số 34 ở Bình Thuận mắc cúm Vũ Hán khi quá cảnh ở sân bay Doha, Qatar về Việt Nam vào ngày 2 tháng 3 năm 2020. Một nguy cơ nữa là khi ngồi trên máy bay 15 đến 20 tiếng đồng hồ trong không gian khép kín. Nếu trên máy bay có người mang cúm Vũ Hán thì nguy cơ lây nhiễm sẽ rất cao. Điển hình là chuyến bay mang số hiệu VN0054 xuất phát từ London, Anh Quốc và hạ cánh tại Hà Nội vào ngày 2 tháng 3 đã có đến 14 khách bị nhiễm cúm Vũ Hán. Hay cũng chuyến bay số hiệu VN0054 về Việt Nam vào ngày 9 tháng 3 cũng có 3 người mắc bệnh. Tối ngày 16 tháng 3, Bộ Y tế đã đưa ra thông báo khẩn đề nghị tất cả hành khách trên 7 chuyến bay cụ thể liên hệ ngay với Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh các tỉnh, thành phố để được hướng dẫn theo dõi sức khỏe do đã xác định trong chuyến bay có người nhiễm cúm Vũ Hán. Và đúng như Tổng thống Macron đã nhận định, nước Pháp đối đầu với chiến tranh mặc dù không phải đánh lại bất cứ quân đội hay quốc gia nào, mà kẻ thù ở đây vô hình, không nắm bắt được và ngày càng lớn mạnh. Không chỉ nước Pháp, toàn cầu đang chống cự lại với kẻ thù vô hình đó, chính là cúm Vũ Hán xuất phát từ Trung Quốc. Các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay thứ Tư, ngày 18 tháng 3 năm 2020. Các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de. Và chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất để phục vụ các bạn. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, Trung Khoa. Chào các bạn.